Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Duy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai để quý vị ơi. Để đặt kẹo luôn quý vị ơi. Để whip luôn ha. À, để nhà đẹp thấy ham luôn ha. À, bên đây nè. À, đặt cái trên. Còn to luôn, để đặt kẹo. Hai hàng là quý vị ơi, hai hàng thẳng tắp luôn. Để quá xa đây ha. Rồi, chào Duy. Rồi, chào Tuấn ha, chào cô chú bác đam mê mai vàng trên toàn quốc ha. Nay em cũng lên giao lưu với cô chú anh chị em mình một số phôi mai dạo hạt thủ đức nha cô chú chị. Hình thức em là bao sống bao ship trên toàn quốc nha. Số điện thoại giao lưu cây của em là 0395418158 số lô ha. Em vô cây nói tiếp clip cây mã số 31 cho chú chị. Rồi, mã số 31. Chiều cao là 55 ha. Rồi, cái hoành là 23. Rồi, 23 hoành nha quý vị ơi. Quý vị ngắm kỹ thân cành em nói ha. À, rồi còn để đây. Đây con đặt để luôn ha. Rồi, giữ luôn như em. Mã 31 em như lưu giá 650 ha. Rồi, xuống cây 650. Mã số 32. 32 cây dán này dán bay ha chú chị. Rồi 33 bay ha. Rồi cái hoành là 20 của chú anh chị. Rồi, 20 hoành. Mã danh tử ha, vì là mấy đuôi chú anh chị. Đó, để bổ xuống ha. Rồi, giao lưu như em. Rồi mã số 32 em giao lưu 500. Rồi, xuống cây luôn, 500.000. Số 33. 33. Chiều cao là 62 luôn. Ha. Trực để sổ luôn quý vị. Hoành 21. 21. Số 25. Rồi. Đó, tay cành cũng khá quá nè ha. Đó. Quý vị thích trực tay cành để sổ nôm thì mình giao lưu em này chơi quý vị ơi. Rồi giao lưu như em. Rồi 33 em giao lưu 7,5 ha. 7,5. Đó. Cũng, rất là dễ chơi ha. Rồi 34 ha quý vị. 34. Chiều cao là 37. Rồi, đó ngoài đó luôn. 25 ha chú anh chị. Rồi. Dương cũng ghế ha chú anh chị ơi. Rồi, em này trên lưng nó còn cái vết xích nhỏ nhỏ ở đó ha. Dạ. Nó sắp lành này. Rồi, mã 34 này em giao lưu chú anh chị mình 600 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. 35. 25. Chiều cao là 45. Rồi, rất cẩn thận né mấy cái cục ha. Rồi, đây luôn đi. Lúc trên luôn. 22, 21 của chú anh chị. 2 yếu, tính 51. Và cao trên đó nha quý vị. Em này nó có cái sẹo nhỏ nhỏ trên đây cái ha. Kéo ha chú anh chị, à. Kéo vô ha. Về ghép bo thả xuống ha quý vị, dán văn nhân đẹp ha. Rồi, để đây. Để con kính ha. Rồi, giữ luôn như 35 này mình lưu 500 ha. Rồi, xuống cây luôn, 500. Số 36 luôn. Chiều cao là 60. Rồi. Rồi, cái hoành em đo vị trí đây là 23 có dư ha. Rồi. Để thân cành của chị ngắm kỹ thân cành ha. Đế thì cũ ha. Rồi. Em này nó có cái vết sẹo nhưng cái vết sẹo da này. Đây như vậy. Còn khỉnh đây ha. Ừ. Liền lạc luôn chị. Rồi để đây. Về ươm luôn ha. Chừa mấy cái đuôi này của chú anh chị mình về có tận dụng để làm đuôi luôn ha. Làm đuôi. Rồi. Rồi giao lưu nha em. Rồi mã 36 năm giao lưu 650 của chú anh chị. Rồi 650. Rồi xuống cây luôn. Số 37. 37. Cò lắc lên hay quá nè. Chiều cao là 48 chú anh chị. Rồi quần em đây là 28 hoành ha. Rồi 28 hoành. Cò với lắc tay cành với đế nhìn em này cũng khéo cây quá nè quý vị. Khéo ha. Chỉ cần đóng rất đều ha. Ghép đây hai bo nữa thôi ha. Rồi, lấy là cái đỉnh nè. Dạ. Lắc lượng đẹp nha. Cò ha, để nè. Rồi, giao lưu như em. 37 năm giao lưu với 1 triệu 2 ha. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu 2. Số 38 luôn rồi quý vị. Mã 38, chiều cao là 56 ha. Hoành là 25 có dư. Rồi. Tính 25. Đó, để đặt kẹo luôn nha. Tại cành có luôn, nguyên cụ đế này cũng bự nè. Tay cành đều ha. Này bung ra phôm tàn rất đẹp nha quý anh chị. Rồi, giao lưu như em. Rồi 38 năm giao lưu với 1 triệu 2 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi. 39 luôn. Mã 39.
chiều cao là 52. Đo quạnh đây đi chứ. 23 hả chú anh chị? Rồi, 23. Còn đó, xuống cái cổ. Cổ đây 26 ha. 6 luôn. Đó. Lắc lượng. Kỹ thân cành. Bên đây có nhánh tử ha. Tử mà đó. Nó có sẹo chỗ nhánh tử. Hồi đó người ta cắt người ta không cắt keo ha. Còn cái sẹo ha. Rồi, còn cái củ đế đâu quý vị? Rất duyên cây. Giao lưu như em. Rồi 39 thì giao lưu 6 rưỡi ha. 6 rưỡi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số 40. Chiều cao là 60. Rồi. Cái hoành ở đây là 25 có dư ha. 25 là trên đó. Còn đó áp cái cổ. Áp cái cổ này chú tham khảo 31 ha. 31. Đó. Trực ha. Cụ đế lực nha chú anh chị. Rồi, cụ đế đây. À, công nào nấy bự bự không? Kính đế ha. Giao lưu như em. Rồi mà 40 năm giao lưu 1.3 ha. Rồi, xuống cây luôn, 1.3. Rồi, 41 luôn. Tiếp tục là một em trực tay cành đế đặt ở dưới luôn. Chiều cao là 77. Rồi, cái hoành là 29 nha chú anh chị. Rồi, 29 mình thấy dư luôn đó quý vị. Ở dưới có nguyên cái củ đặt ở dưới ha. Còn tay cành thì đã vậy cũng ok rồi quý vị. À, không nghĩa là kéo từ trên xuống nè. Trên giót đọt luôn ha. 12 ha. Giót 12. Nhìn rất lực cây ha chú anh chị. Nó trực tay cành đều, đế đặt kẹo. À, nuôi này hàng tương lai ha. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, 41 nè, em giao lưu 1.7 ha. Rồi, 1.7. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 42 luôn. Trực nè, tay cảnh mắt che mắt chút nè, chú anh chị. Chiều cao là 60 luôn ha. Quanh hơi bự ạ. 31 ha, chú anh chị. Rồi, 31 đúng luôn. 31 quanh, một em trực tay cảnh đế. Đế đây. Đó. Quá xa đế luôn ha. Rồi, giao lưu như em. Rồi, 42 em giao lưu với 1.8 nha. 1.8. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lắc tay cành đế luôn. Mã số 43. Chiều cao là 70 ha. Rồi, cái hoành đây 28 nha chú anh chị. Rồi, 28 hoành. Chống chịu ok luôn ha. Rồi, mình xuống dưới đế liền nha quý vị. Đó, thân cành thì vẫn kỹ hay vậy xuống đế đây. Vì không thích tông cao, cắt ngắn thôi, lấy ba tay cành dưới thì cũng ok ha. Cũng rất là duyên cây, đẹp cây. Để nè. Đây cũng quái ha, có chân chịu trước ha. Lực nha. Rồi, giao lưu như gì? Rồi, 43 này em giao lưu với 1.5 ha. 1.5, rồi, xuống cây luôn. Rồi, 44. 44, chiều cao là 70 ha quý chị. Rồi, hoành em đo ngay vị trí này ha. Rồi. 28 ha quý chị. Rồi, 28 đúng luôn. Cuốn lượng rất đẹp nha. Rất đặc của đế nha. Đặc luôn này ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã 44 làm giao lưu với 1.2 chú anh chị. 1.2, rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên, 45. Mã 45. Trực tay cành đế đặt kẹo luôn. Chiều cao là 85 ha. Rồi, hãy hoành luôn. Còn đây 22 chú anh chị. Rồi, đo ngay đó, 22. Em này có cái nồi đế dưới cũng bự ha. Sổ cũng dài ha. Sổ là 32 ha. Sổ 32. Cái nồi bự lắm quý vị. Đo thử cái nồi này luôn nghe gì. Đường kính bầu là 38 ha. Rồi. Tổng nồi 114 của chú anh chị. 114. Trên này thân cành có. Rất lượng đẹp, duyên cây ha. À, xuống nồi đế luôn. Nồi đế 114. Giao luôn như em. Rồi, mã 45 này em giao lưu giá là 1.3 ha. 1.3. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 46. Rồi, 46. Tiếp tục là em trực tay cành đế luôn. Chiều cao là 78 ha. Hoành hơi bự nè. 32 hoành. Rồi, 32 hoành. Vì ngắm nghĩa kỹ thân cành này ha. Thân cành của vậy. Rồi, đế ha. Đây bự ha. Tứ diện có đủ. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 46 em giao lưu giá 2 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn, 2 triệu. Thì tất cả các cây báo giá trên clip là đã bao sóng và bao ship nha quý vị.
đó, cây chở tới nhà quý vị với giá này ha. Rồi một em lực cây, nâng cây 47, chiều cao là 38 ha. 38. Rồi cái hoành là 37 ha quý chị. Rồi hoành 37 ha. 37 là đông hơi cao trên đó ha. Cây lên nhựa hết chú anh chị. Đây cây ha. Cắt. Đó, lên nhựa, cuốn nhựa hết rồi. Em bỏ qua xuống người. Trào nhựa lên mép rồi ha. Này đóng bo vô là cho trào nhựa một xíu nữa là mình đóng bo vô là hết ý ha. Rồi để đây quý vị. Rồi vô luôn như em. Mã 47 năm vô luôn với 2.3 ha. Rồi 2.3. Cây ba mấy hoành gần 40 luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. 40 mấy rồi em? 48. Mã số. Chiều cao là 89 ha. Hoành là 31 của chú anh chị. Rồi 31 hoành. Cái này bầu lớn ha. Đường kính bầu 50 của chú anh chị. Rồi vậy ngắm nghía kỹ thân cành ha. Đây, thân cành của nó nè. Nách đầu bể bể hết rồi của chú anh chị. Cũng nu nu ha. Đưa ếch bắp. Để đây. Rồi vô luôn nha em. Rồi 48 em vô luôn với 2 triệu ha. Rồi 2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi, bầu bùi chảng. Mã 49. 49 luôn. Để con quá xá nào để dưới quý vị. Chiều cao là 50. Rồi hoành đây 31 ha chú chị. Rồi 31 hoành. Co lắc đẹp ha. Co lắc nè. Đế cộng to lực. Để đây. Rồi vô luôn như em. Rồi mã 49 em vô luôn với 1 triệu 700 ngàn ha. Rồi 1 triệu 7. 31 hoành ha chú chị. 31 hoành để giữ ha. 1 triệu 7. Rồi. Mã 50. Rồi mã 50. Chiều cao là 87. Rồi hoành ngay đây là 30 ha. Rồi 30 hoành. Hoành 30 ha quý vị, ngắm nghĩa kỹ thân cành của nó ha. Dán trực lắc ha chú anh chị. Rồi còn để đây. Kính đế quá ha. Vô luôn như em. Rồi mã 50 này em giao lưu với 1 triệu 7 luôn nha quý anh chị. Xuống cây luôn quý vị ơi, 1.7 triệu. Rồi tiếp tục luôn. 51. 51. Chiều cao là 78 ha. Các bạn kéo thẳng nó đứng lên. 30 có dư, tính 30. Dư. Đế sổ dài luôn. Đế sổ dài thước tha luôn ha. Đó. Sổ là 31 luôn quý anh chị. Sổ 31 luôn. À, có cụm tay cành trên nữa ha. Chơi phong tàn này vừa tàn luôn hay chú anh chị ơi. Để đây à quý vị. Để sâu dài sâu kính luôn ha. Rồi vô luôn như em. Rồi 51 em vô luôn giá 1 triệu 4 ha. 1 triệu 4 quý vị ơi, ship tới nhà luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn quý vị ơi. Mã 52. 52 à, này con nguyên bệ đế quá xa ha. Tay cành đặt luôn. Chiều cao là 64. Rồi đo lúc ở trên mình ở trên 29 dư, em tính 29 của anh chị. Dư chắc hơn ha. Đo ngay cổ thử nhiêu em. Cổ bệ nạt nè. Đo ngay cổ lấy bệ nạt thử nhiêu quý vị. 38 ha. 38 á. Đo ngay cổ thì 38. Tính 29 của anh chị. Hoành thì trên mình 29. Tay cành ok luôn nha. Rồi cho dòng để nên kéo lên tay cành ha. Tay cành như vậy. Rồi giao lưu như em. Rồi 52 em giao lưu với 1.8 triệu em chú chị. Rồi 1.8 triệu. Rồi xuống cây luôn. Cái bầu hết sức to luôn ha. Rồi mã số 53 luôn. Chiều cao là 55. Rồi, mình đây là 32 ha chú chị. Rồi, đo ngang mình đó là 32 của anh. Đây, còn đế đây rồi quý vị. Rồi, vô luôn nha em.
Rồi mã 53 này em giao lưu giá 1.800.000 ha. Rồi 1.800.000. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục luôn. Gông này hơi dài ha chú anh chị. Rồi 54 ha. Chiều cao là 72. Vành 28 vành ha. Vành 28, đế sổ dài luôn. Đế sổ. Gông này cổ, thì cổ cũng dài. Hơi dài. Đế cũng dài. Đợi xuống đế của gì vậy? Có gì không thích thì không cái cổ dài cắt ngắn lấy lại bù đế ha. Đó, lấy đế lại. Rồi, đế đẹp, giao lưu như em. Rồi mã 54 này em giao lưu giá là 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số tiếp tục luôn 55. 55 cái gì? Chiều cao là 67 ha. Rồi. Quanh là 29. 29. Nó tay cành ok, cái này giót đọt luôn nè. Rồi, xuống đế cái gì? Cổ bẻ cũng ngắn ha. Đế dài, kính bầu. Giao lưu như em. Rồi mã 55 này em giao lưu giá 1.800.000 ha. Rồi, xuống cây luôn, 1.800.000. Rồi, tiếp tục luôn. Số 56. Chiều cao là 84. Rồi cái hoành đo ngay đây 29 nè quý anh chị. Rồi đo ngoài luôn đó quý vị. 29 hoành. Không xéo thước nha, đo thẳng thước nha. Quý vị nghe kỹ thân cành là đầu trên cái ha. Đó. Rồi xuống đế nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Mã 56 em giao lưu giá 1.500.000 ha. Rồi, 1.500.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Nặng nặng nặng, cây bự bự không ha. Clip này cây bự nhiều ha. Rồi, mã số 57 rồi quý vị. Cái này hơi cao nha quý chị. Chiều cao là 1m1 nha. Rồi, 1m1. Quạnh đò thẳng lên luôn ha. Nhiều. Đây là 38 á. Đây, giữ thước cái gì? Đó, cái giáp thước này. Đây quý vị, 38 đo ngay đó ha. Kéo qua chỗ gì nè. Đó. 38 quanh, cổ bẻ ngắn luôn. Còn như đó trên đây nó còn bự nữa. Đây cũng đây còn đây 32 đây, đây 37. 37 ha. Đó. Đế lực nha chú anh chị. Sân ốc ha. Cò bẻ ngắn ngủng luôn. Cò từ đó xuống cổ. 15. 15. Đế sẽ đều đi ha. Còn ngắn. Tay cành lực hay cái gì? Đây có nhánh này trùng thì lọc bỏ nhánh này cũng rất đẹp nha. Cắt bỏ nhánh gì thì để về cho về từ gì tự xử ha. Rồi, giao lưu như gì? Rồi mã 57 năm giao lưu giá 2.500.000 nha. Rồi, 2.500.000. Rồi, xuống cây luôn. Nặng à. Rồi, 58 quý vị. Chiều cao là 60. Quanh đây là 33 ha. Rồi, 33 quanh. Vậy nó nghe kỹ thân cành em nói luôn ha. Rồi, mình xuống đế như nào quý vị. Rất lực cây. Để nè. Rồi, giao lưu như gì? Rồi mã 58 em giao lưu giá 1.800.000 ha. 1.800.000. Rồi, xuống cây luôn. Số 59 luôn. 59 lực luôn. Chiều cao là 40. Quành là 31 ha. 31 quành. Cụ đế rất đẹp nha quý anh chị. Nè. Khối luôn. Cái đít chân chịu ăn trước bự luôn. Giao lưu nhiêu em? Rồi mã 59 em giao lưu giá 1.800.000 luôn ha. Rồi 1.800.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi, mã số cuối clip 60. 60. Cuối clip này. Chiều cao là 76 ha. Cái quanh là 27. Rồi, 27 quanh. Lắc lượng đẹp nha quý anh chị. Đây thân cành gì ngắm nghe kỹ nó ha. Rồi, này xuống đế nha. Rồi,
giao lưu như gì? Rồi mã 60 này em giao lưu của chú anh chị em giá 1 triệu ha. 1 triệu, vào ship luôn. Rồi, sống luôn. Cũng cảm ơn chú anh chị em mình giúp thời gian ha, xem hết clip ủng hộ cho em ha. Cảm ơn chú anh chị em rất nhiều nha. Chúc cô chú anh chị em mình có ngày mới ha, làm việc làm ăn phát tài phát đạt ha. Cảm ơn chú anh chị mình nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.